sẵn sàng và cùng nhau chào đón tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Và cũng rất mong rằng tất cả quý vị quan khách của chúng ta còn đang đi trên nẻo đường xa xa xôi hay còn đang đi trên con đường quan éo của bản làm cút yêu dấu của chúng ta, thì chúng ta hãy cùng nhau bắt chước thời gian vàng ngọc và thời gian quý báu của mình.
mây trời lồng lộng không phủ kín được công cha. Và thật tạo sống hôm mẹ nói con khôn lớn mang cả tấm thân gầy. Cha chúng ta cho mời đại diện bên phía phái đoàn họ gia đình nhà trai sẽ đứng sát chú rể Hoàng Tuấn. Một lần nữa chào chào và kính mời. Vâng, em kính thưa quý vị thân mến, và để tỏ lòng thành kính thưa quý vị quan khách có mặt trong buổi trường hôm nay thì cho phép những người làm chương trình xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình của chúng ta hãy cùng nhau cúi chào thưa quý vị. Vâng, xin mời. Vâng, thưa quý vị quan khách, chúng ta hãy cùng nhau dành lời tặng cho đại gia đình của chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn có được không ạ? Vâng, xin quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và hiện tại trên sân khấu của chúng ta đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là cô dâu Thúy Minh sánh duyên cùng cả chú rể Hoàng Tuấn của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được ra mắt tên toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và quả thật đúng là yêu và được yêu đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc đời mà con người, là món quà vô giá một cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta, cũng như cả vòng thì luôn bắt qua cơn mưa thì luôn tỏa ánh sáng hào quang, nhưng có tình yêu cao sang và tình yêu mạnh mẽ dù ngày mai còn gian nan vất vả, các bạn trẻ của chúng ta đã không ngại bước qua một tình bạn chân chính và để rồi đã bước đến một tình yêu chung thủy. Và trở về ngày hôm nay, anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Với mình sẽ lại với ta, chẳng xách đôi nữa mặt bà tình thông ra, tình nghĩa đôi bạn đẹp như là ánh bình minh. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và được sự đồng ý của hai bên gia đình và được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi sở tại, hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2024, tức ngày 8 tháng 2 năm Quý Mão, năm Giáp Thìn, tại gia đình nhà gái bản Làm Cút, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La, MC Anh Tiên là người kết nối chương trình. Thay mặt cho ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình là lễ vô quỳ của đôi bạn trẻ cô dâu Thúy Minh sánh duyên cùng chú rể Hoàng Tuấn xin phép được chính thức bắt đầu. Chào mừng tất cả các quý vị không ạ. Đã chính thức trở về một mái ấm gia đình rồi, trên sự chứng kiến của tất cả các vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể các vị thân mến, và ngày hôm nay thì cũng rất là vui, cũng cho phép những cả làm chương trình được phép thả mặt cho hai bên gia đình sẽ có được lời phát biểu và gửi lời cảm ơn đến toàn thể các vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn trên tinh lại của mẹ Pinh Hồng Hạc Sương ở khót khệ xúc khỏe của chiếc sò tàng nả tàng ta gió phượng sóng pha phụ gia tàn ai cái xương mây bà khởi cái bà hôi cái nhắm mọc mền quen quát cằn tiếng ngoát để xuyên ma điều hoặc cái trắng mây bà lại khuất lả cỏ trái tô xa ảo lại quam báo quam xào của trái tô xa ải sữa im cỏ trắng ma mà nì tưa tay xào của trắng bóng hà lầy mưa đi bên chăn mưa sẵn bên chép mưa lẹp chép lì xúc khỏe cái sò cám ở phần mềm bên đồng bản khuôn hâu và phần cỏ thái năm nửa sửa đi bị hậu kiểm áo cắn mà ỉn ma muôn có trông bơ trông khởi thật tư ăn tay giả của bà mấy xung khỏi đến cả bó mi khót người xưa vào mềm bên đồng ơi và đất xóa tạm quam hừng ải yếp bùn giãn tà nay sóng phái chu hơn cái xóa chúc khởi xung ải xung im xúc bò xung mề chơi phủ cho con hâu và cỡ hảo hoàn xiềng sờ sẽ kịnh phát tài mưa nà mà mưa nửa quam hải băng xìa quam lì hở lầy dết sang lầy cây sang bên lưng chơi được cả chắn sưng bằng sẵn sưng nhọt bảy na cha ma nha khổng lưng chơi được cả lù làn hâu hở mi tăng mặng tăng cày đến nơ xung ải xung im xung bò xung mề chơi phủ cho con hâu nơ hảo hoàn xiềng sờ đó bố mẹ pin ông nơ. Và con cháu gần xa, đặc biệt là có sự hiện diện có mặt của chính quyền địa phương và khách quý đã bất chút thời gian vàng ngọc của mình đến chúc mừng lễ vô quy của hai con chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và xin trân trọng kính mời ly rượu nùng cùng với bữa cơm thân mật. Xin trân trọng cảm ơn. Câu của mẹ, anh đón em về làm vợ của anh, chiếc nhẫn treo tay là hàng ngàn đôi nhớ, đôi chúng mình tròn kiếp bên nhau. Và xin chúc cho cái dâu và chú rể của chúng ta trăm năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa phù thê. Và xin chúc cho cái dâu và chú rể của chúng ta bằng giờ năm tới nữa sẽ có cháu để bồng bào về xa. Và dù cho là gái hay là trai, tính ngày mẹ cha hai bên vui mừng với con ạ. Vâng, và xin mời cái dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng trao cho nhau một cái ôm được không ạ? Vâng ạ, một chào với tất cả lần tập thể của mình được không ạ? Xin được cả trân trọng kính mời lên sân khấu. Xin được cả trân trọng kính mời gia đình dì Thi. Và xin được cả trân trọng kính mời gia đình dì Son.
và con xin được trân trọng để mời gia đình vợ lòng sẽ cùng trở về sân khấu của gia đình và cùng trao những món quà kỷ vật của mình để dành tặng cho hai con. Một lần nữa trân trọng kính mời. Vâng, là quý vị thân mến, và những món quà của hai bên gia đình dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, và đó là tình cảm của hai bên gia đình, tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ dành gửi tặng cho hai con những ngày vui, ngày trọn nhất của đồng bào trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn món quà của bố tươi mẹ Nhung đã dành gửi tặng những món quà rất là tuyệt vời và đầy ý nghĩa nhất của mình. Và một lần nữa cho phép tất cả chương trình vẫn được phép thay mặt cho con dâu và chú rể xin cảm ơn những món quà của hai bên gia đình và xin chúc cho hai bên gia đình của chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào luôn luôn. Mọi người xin mời chiếc tem ra dẻo ra được. Mọi người xin mời chú rể hãy tháo bỏ cho quan sát ạ. Vâng, rất là thành công và xin được trân trọng kính mời những bạn trẻ sẽ cùng tay trong tay do được tháp tình yêu tình yêu. Vâng, xin mời. Em như chén rượu đầy, anh chưa uống mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, cho anh xin uống để say suốt đời. Quý vị thân mến, và những dòng rượu đang chảy trên tháp rượu của chúng ta là những ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu và những làn khói trắng lan tỏa, cũng minh chứng rằng kể từ giây phút này, đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức trở về một mái ấm gia đình rồi. Trước sự dự kiến của tất cả quý vị quan khách, vâng ạ, vẫn công việc cũ của mình ạ, sẽ rất là bóc ạ. Vâng ạ, lần này chú rể hãy lắc cái dẻo thật mạnh trước đi ạ. Bây giờ chú rể sẽ cùng chung tay lắc cái dẻo thật mạnh được không ạ? Vâng ạ, xin mời chú rể hãy tháo bỏ tờ quan sát ạ. Vâng ạ, chiếc khóa két sắt của nhà mình, vâng, rất là thành công. Và xin được trân trọng kính mời đứa bạn trẻ sẽ cùng tay trong tay rớt xuống 6 ly trên mặt tiệc của mình. Một lần nữa, trân trọng và kính mời. Thứ hai, vô cùng đầy ý nghĩa và đó là tình cảm của cô dâu và chú rể dành đến các bậc thân sinh, những bậc sinh thành của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời chú rể sẽ nâng ly rượu cho người bạn thân yêu của mình đi ạ. Vâng, và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ quay sang để chạm ly với nhau. Một lần nữa trân trọng kính mời hai bên gia đình. Vâng, xin mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau trở về vị trí của mình ạ. Vâng ạ, quý vị thân mến, và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời các bác trưởng mâm của chúng ta rồi ạ. Vâng ạ, chúng ta là rót rượu đầy chưa? Vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta sẽ cầm lấy ly rượu của mình và chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên và giơ thật to được không ạ? Ở khai đi nào, mới đúng là ai cả sọc áo 60 xung ở lung ếp bà dù cơn phát nát đằng hoa cả nạt tướng thì nó xung bồ mẹp bên ông nữa kinh chén lẩu chẹp nhất từ cuồng chân ai mà đi. Vâng ạ, và những cái làm chương trình sẽ đến từ 1 đến 3 và toàn thể có vị quan khách tiếp cùng nhau 1, 2, 3 xô 1, 2, 1 được không ạ? Chuẩn bị chưa? Anh em ơi, cả nhà mình ơi, 1, 2, 3 và xin chúc toàn thể quý vị quan khách chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào. Và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ quay sang để bắt tay với nhau để gắn kết tình thông gia hơn. Một lần nữa trân trọng kính mời hai bên gia đình. Vâng, một lần nữa xin chúc cho mối tình thông gia của hai bên gia đình sẽ bền chặt như keo sơn. Vâng, và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau bước xuống từng bàn tiệc để cùng ấn tượng cho vui toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng và kính mời ạ.
chẳng đỏ thì sang à. Những chàng trai những cô gái à, đừng ngần ngại à. Và cho kính mời bốn trang đội cùng trở lại sân khấu nha.
đi nào. Và cái sự này sẽ chào kiếm mời bên Thái Hoàng Hòa gia đình kẻ trai nhà. Chúng ta sẽ có thể sự cấp quản gia đình bên Thái Hoàng Hòa gia đình nhà gái được không ạ? Hey. Nhà trai ơi, nhà trai ơi, lên đi nào.
sự cả trân trọng, sự kính mến tất cả các vị quan khách và sẽ cầu nhau trở về sân khấu của gia đình nha. Vâng ạ, nhà trai hăng hái, nhà gái thì hăng say đây. Lên đi nào.